Alex và nhà chơi đô Dallas đang có mặt tại community Windsong Ranch thuộc thành phố Prosper, phía bắc của Dallas. Nơi đây được bình chọn là một trong 6 community đáng sống nhất tại nước Mỹ với đầy đủ những tiện nghi như bãi biển nhân tạo, hồ bơi, sân chơi, công viên nước và đặc biệt là có thêm 2 trường học nằm ngay trong community của mình. Còn chân đi nữa, hãy cùng khám phá. Let's go! Trong một community đầy đủ tiện nghi và đẹp mắt như vậy, chúng ta có một builder rất nổi tiếng đó là Highland Homes. Họ sở hữu mẫu nhà model đánh rất nhiều giải thưởng khác nhau. Bây giờ hãy cùng Alex và nhà chơi đô Dallas khám phá nha. Rồi, chúng ta đã có mặt tại mẫu model 569 của builder Highland Homes, rất đẹp mắt và sang trọng. Nhà model này có 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm rưỡi, 3.500 square feet, có 2 lầu và đặc biệt là có 4 xe garage, chúng ta thoải mái đậu xe và không gian chứa đồ cho mình. Hiện tại cái base price của model này là 840.000, thêm nữa là nhà model này builder đã upgrade khoảng hơn 200.000, thì cái giá hiện tại giao bán trên thị trường là 1.100.000 đô. Mọi người có thể thấy là không gian mà Alex đứng trên là lối vô của căn nhà mình. Chúng ta sẽ có double door, 2 cái cửa giúp cho không gian của nhà mình nó thoáng hơn, rộng hơn khi bước vô. Bên tay phải của Alex chính là phòng office room và study room. Mọi người có thể thấy là sau Covid rất nhiều người làm việc tại nhà nên cái không gian sinh hoạt này là vô cùng cần thiết cho gia đình của mình. Với không gian này, builder cũng thiết kế thêm đó chính là những kệ để sắt trang trí đây rất là đẹp mắt, làm nổi bật cái căn phòng của mình hơn. Kế bên cái phòng study room của chúng ta đó chính là phòng movie room, media room. Phòng movie room này cũng chính là điểm đặc trưng khác biệt giữa builder Highland Home so với những builder khác. Mọi người thường thấy là phòng movie room hay nằm ở trên lầu 2, tuy nhiên ở mẫu nhà này nó nằm ngay ở lầu trệt của mình. Thì cái mục đích mà builder sử dụng ở đây đó là muốn tạo ra một không gian cho gia đình cùng sinh hoạt với nhau. Ba mẹ, con cái cùng sinh hoạt ở đây, ngồi đây coi những bộ phim, những môn thể thao cùng với nhau. Và đi qua hai căn phòng thì mọi người có thể thấy là cái tông màu chủ đạo của căn nhà này đó là màu trắng. Đặc biệt nó lấy cảm hứng từ những cái vùng nhiệt đới, biển Caribe. Với những gam màu mọi người thấy là màu sàn, màu sáng trắng những cái bãi cát dài của mình. Tường cũng vậy, điểm nhấn là những cái bức tranh. Họ thấy những bức tranh lặn, biển, màu xanh ngọc làm nổi bật cái cảm hứng này của mình hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tới không gian chính của nhà là phòng bếp và phòng living room. Trước mắt của chúng ta là một căn bếp vô cùng hiện đại và đẹp mắt. Theo đánh giá của Alex thì không gian bếp này có một size trung bình. Tuy nhiên là builder Highland Homes họ khá là thông minh trong việc cái sử dụng tận dụng toàn bộ không gian bếp của mình. Trước mặt chúng ta là một cái đảo bếp Island ở đây. Họ xài miếng đá tự nhiên lớn màu đen làm nổi bật căn bếp của mình hơn. Bên này chúng ta có một cái bồn sinh rửa chén ở đây họ xài là farm sink. Về phần tủ bếp thì Highland Homes họ sử dụng loại tủ bếp là 42 inch khá là cao, đẹp mắt. Thêm nữa là có hai ô cửa bên trên, miếng kính làm trang trí đẹp mắt hơn cho cái căn bếp của mình. Ở phía dưới này họ xài đèn LED trang trí thêm cho mình nữa. Bên này chúng ta sẽ thấy có 6 cái gas burner thoải mái chúng ta nấu ăn ở đây. Và đặc biệt là họ xài hệ thống hút mùi commercial rất là lớn. Chúng ta yên tâm là khi nấu ăn trong gia đình sẽ không có làm nghe mùi hôi căn nhà của mình. Và mọi người nhìn xung quanh là những cái appliance, những cái thiết bị khá là sang trọng của nhà triệu đô mà chúng ta đã khá quen thuộc rồi, như là tủ lạnh, microwave, lò nướng hay là máy rửa chén. Thêm một điểm chú ý nữa là mọi người thấy họ xài cái màu đen, màu xám của những cái thiết bị kim loại làm tương phản cái màu bếp của mình hơn, làm cho căn bếp của mình có nhiều cá tính hơn. Và từ đây mọi người nhìn sang không gian bên này, mọi người thấy một cái tủ rượu ở đây không? Đó cũng chính là một điểm upgrade mà builder sử dụng. Và cũng từ cái căn bếp của mình, chúng ta có thể nhìn được toàn bộ không gian của khu vực ăn cũng như là living room, phòng khách của mình. Với khu vực bàn ăn này, chúng ta có thể thấy builder setup là họ để được 6 người ngồi ăn ở đây, một cái bàn ăn lớn. Và thêm nữa, mọi người thấy Alex nói là cảm hứng từ vùng biển nhiệt đới Caribe. Thì hiện ngày ở đây, với những cái ly màu xanh, những con ốc, con sò trang trí ở đây, rất thú vị ha. Ở bên trái của Alex thì mọi người có thể thấy cái sự thông minh của builder. Họ tận dụng toàn bộ không gian nhỏ như vậy nhưng họ để được một cái ghế ngồi ở đây đọc sách và một cái cây trang trí cho nhà của mình. Tới với không gian living room, phòng khách của mình, mọi người thấy cái điểm nổi bật của nó ở đâu? Đó chính là cái trần nhà cao, rất cao nha, 20 feet, làm không gian của mình thực sự rất là rộng lớn. Trên trần nhà họ xài những cái miếng gỗ beam lớn, thanh gỗ màu trắng xám,
làm thêm cái cá tính cho cái phòng khách của mình. Ở đây chúng ta có thể thấy là họ có một cái bàn lớn, bộ ghế sofa xung quanh ở đây. Bên này sẽ có lò sưởi. Cái gạch này của chúng ta là gạch họ đã sơn rồi, sơn màu trắng, là nó đồng nhất với cái thiết kế hiện đại của căn nhà của mình. Ở đây cái lò sưởi của họ cũng là xài gas, thì đa phần là phục vụ cái yếu tố trang trí ở nhà của mình nhiều hơn. Hơn nữa là không gian này thì có một điều mà Alex muốn chỉ cho mọi người coi, đó chính là cái sliding door, cái cửa này của chúng ta thông với patio. Thì điều có nói cho Alex đó là cái cửa này, cái giá của nó là tới 20.000 để mà sử dụng một cửa này. Thì cá nhân của Alex, đây là ý kiến của riêng của mình thôi, và cái cửa này thì cái chi phí nó khá là cao, bởi vì ngoài việc mất không gian sử dụng của mình ở đây, thay vì 20.000 chúng ta có những ô cửa sổ lớn và dùng 20.000 đó để upgrade cho những cái thiết bị khác cho căn nhà mình, nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Giữa cái phòng khách của chúng ta đang đứng đây có một cảm giác rất là thoải mái, thoáng đãng, đó là lý do trần nhà cao. Và từ cái view này của Alex, mọi người nhìn lên trên lầu 2 cũng vậy, cái hàng lan can ở cầu thang họ để mở thoáng, giúp chúng ta nhìn được không gian toàn bộ căn nhà của mình. Trên trần nhà là điểm nhấn những cái ô vuông từ miếng gỗ beam, làm cái nhà của mình cảm giác rộng hơn, thoải mái hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó là một cái view trực diện, chúng ta nhìn thẳng ra cái căn bếp và khu vực ăn của mình. Mọi người thấy những cái chi tiết, những bức tranh họ trang trí, những cái ánh đèn, những cái thiết bị đèn họ sử dụng khá là đẹp mắt, nổi bật. Alex muốn nhắc lại cho mọi người một chút xíu về cái mẫu nhà floor plan này. Thì ở tầng 1 của nó sẽ có phòng master, phòng ngủ, thêm một cái phòng bedrooms khác, có phòng tắm ở bên trong luôn, và có phòng khách living room, phòng bếp ở đây. Về phía trên lầu chúng ta sẽ có thêm 2 phòng ngủ, một phòng game room, và đặc biệt sẽ có thêm 2 không gian khá là thú vị, là một cái quầy bar họ thiết kế khá là thông minh, cộng với một cái không gian riêng biệt để chúng ta ngồi đọc sách ở đó, khá là hay. Và nói tới đó, chúng ta sẽ còn một cái phòng khá là thú vị, master bedroom, để khám phá. Hãy cùng đi thôi. Wow, tới phòng master này, Alex thực sự ấn tượng với cái kiểu thiết kế, những cái chi tiết họ trang trí cho căn phòng này của mình. Với một không gian rộng như này, chúng ta sẽ để được một giường king size bed, có những cái tủ để đầu hai bên với những cái đèn đọc sách cho mình. Và ở bên này mọi người nhìn thấy là cái phòng này, là đây là một chi tiết upgrade mà Builder Highland Home họ đã sử dụng, đó là extended, làm rộng hơn, chúng ta để được một bộ ghế sofa ngồi đây, có một cái bàn nhỏ ngồi đọc sách ở đây, khá là hay, nên cảm giác cái phòng master của mình nó rộng rãi hơn và thoải mái hơn. Khi nhìn đến trần nhà thì mọi người sẽ thấy tiếp tục là những cái miếng gỗ lớn beam màu trắng xám họ xài sử dụng như vậy, thêm những cái miếng gỗ màu tối màu ốp vô tường, giúp cho cái phòng ngủ của mình nó cá tính hơn và đặc biệt hơn rất là nhiều. Bên tay trái của chúng ta đó chính là cái phòng tắm đứng. Ở đây builder họ sử dụng một cái cửa kính ở đây. Gạch ốp tường cũng vậy, đó chính là cái gạch đá marble, làm cho cái căn phòng của mình khá là sạch sẽ và thoáng ở đây. Theo đánh giá của Alex thì cái phòng master bath này size khá là nhỏ, không có rộng đâu, nhưng nó đầy đủ tiện nghi cho mình. Nó có 2 cái bồn rửa mặt cho vợ, cho chồng. Bên cạnh đó cũng có một cái bathtub, bồn tắm nằm ở đây, thuận tiện chúng ta sinh hoạt. Yếu tố này sẽ là một điểm mà rất nhiều chị em phụ nữ rất là thích, đó chính là cái bàn trang điểm ở đây. Vì điều họ khá là thông minh ha. Cái đây chính là một điểm cộng cho cái mẫu floor plan này. Và đây chính là một điểm đặc biệt của Builder Highland Home mà Alex muốn show cho mọi người coi, thì là master closet. Mọi người thấy một cái không gian thực sự không quá lớn ở đây. Tuy nhiên là builder họ rất chi tiết vô những cái điểm thiết kế. Để nói mà mình nhìn thấy một không gian có rất nhiều kệ ở đây, chúng ta để giày, những cái giày giỏ hiệu, hàng hiệu rất là đẹp mắt. Riêng cái không gian và thiết kế này thôi cũng là 9.000 đô mà chúng ta dành cho Design Center. Không biết cảm nhận của mọi người ra sao về cái mẫu nhà của Highland Homes hay vẻ đẹp của Community Windsor Ranch. Đối với Alex thì đây là một nơi thực sự rất tuyệt vời để cho gia đình của mình tận hưởng cuộc sống. Nếu mọi người có chung ý kiến với Alex hay có những ý kiến khác thì hãy comment để cho chúng tôi biết nha. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ channel Nhà Triệu Đô Dallas. Hãy like, share, subscribe và ủng hộ thêm hơn nữa nha. Xin chào!